Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì nhân tiện có chiếc xe SH ở đây thì mình sẽ làm một video hướng dẫn anh em cách nhập mã khẩn cấp với trường hợp ví dụ không may FUB bị hết điện hoặc là không may bị đánh mất, đúng không ạ? Nhưng mà mình vẫn nhớ được mã khi đi cũng như là eSIM ID ở trên thẻ nhựa đấy, hoặc là khách hàng vẫn lưu được đấy, thì có thể là dùng chức năng mở khóa khẩn cấp để mình mở tạm thời xe để vận hành đi về đã nhé. Vâng, và trước khi vào video này thì mình một lần nữa lại xin chân thành cảm ơn tới anh Thắng. Vâng, anh ở phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Anh cũng ủng hộ mình một bộ máy Motion Tap và hai sợi cáp kiểm tra van ACV SC cũng như là sợi cáp kiểm tra CKP của các dòng xe đè ACG. Vâng, và anh Thắng thì cũng như bao anh em khác cũng lựa chọn những tập sách sơ đồ mạch điện như thế này. Vâng, mình cũng đang làm xe anh em ạ. Đấy thì cũng lại nhận được cuộc gọi của các anh em thợ. Vâng, chuyển máy cho các anh em luôn. Vâng, và mình còn chuyển máy. Ngoài chuyển máy Motion Tap đi Sơn La thì mình còn chuyển bộ cáp kiểm tra eSIM của dòng xe đè ACG chuyển đi Đồng Nai anh em ạ. Mình cũng đã đóng gói đây rồi. Đấy, mình rất chân thành cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình nhé. Vâng, máy Motion Tap ngày nay thì vô cùng hiện đại rồi anh em ạ. Sơ đồ mạch điện rồi là ngay như chỉnh chuẩn công tơ mét audio là đều có sẵn ở trên màn hình máy Motion Tap rồi. Đấy, anh em thấy là gì? Bộ phần mềm tra cứu là tích hợp liền sẵn cho nên là rất là tuyệt vời. Anh em thấy không? Ngày nay thì có thể nói chả máy nào có thể hiện đại như máy Motion Tap được. Đấy, bởi vì tích hợp liền cả sơ đồ mạch điện này. Đấy, khi anh em làm khóa Smart Key, anh em cần tra cứu điểm hàn đấy cũng như là chỉnh chuẩn công tơ mét đồng hồ thì đều có các bảng mạch điện có sẵn các điểm hàn mà trên đó đã có các thông tin sẵn, anh em chỉ việc làm theo thôi nhé. Quá tuyệt vời luôn. Vâng, vậy thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh nhé. Vâng, hôm nay thì anh Thắng, anh đến từ phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Vâng, anh cũng đã biết tới bộ máy Motion Tap từ lâu rồi và hôm nay thì anh quyết định là sắm bộ máy này về làm cho công việc sửa xe của mình nó thuận lợi hơn. Vâng, anh cũng tâm sự năm nay anh cũng hơn 60 tuổi rồi đấy anh em ạ. Vâng, anh hơn 60 tuổi rồi, cho nên là anh cũng rất thích bộ máy này. Mặc dù trước đây thì anh cũng đã từng tham khảo một số dòng máy khác, nhưng mà những dòng máy cầm tay thì anh cũng không, có thể nói là cũng không ưng lắm, bởi vì là màn hình nhỏ, đúng không ạ? Đấy, và đến thời điểm này thì anh thấy Motion Tap ra là một trong những bộ máy mà có thể nói là đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu của anh. Đấy, vừa thông tin rõ ràng này, đúng không ạ? Tích hợp nhiều chức năng tiện lợi này. Và quá hiện đại luôn. Chắc là không còn bộ máy nào có thể hiện đại hơn bộ máy Motion Tap này được. Vâng, một lần nữa thì cũng xin cảm ơn các anh nhé. Đấy, rồi những bộ cáp mà kiểm tra eSIM ACG thì cũng là một trong những cái bộ cáp có thể nói là rất hot hiện nay. Thì anh em có bộ cáp này mà anh em kết nối với máy Motion Tap, anh em cũng biết được chất lượng eSIM của các dòng xe đè ACG của Honda là có bị kém hay không. Đấy, kém mạch gì là máy đều cho ta kết quả chính xác. Vâng, và bây giờ thì mình quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là nhập mã khẩn cấp cho xe SH. Vâng, mã khẩn cấp cho xe SH thì chắc chắn là có trong thẻ nhựa rồi đấy, hoặc khách hàng có thể lưu ở đâu đó đấy để sử dụng khi FOB không may bị đánh mất hoặc bị hết pin ở trong FOB đấy, chìa khóa đấy. Vâng, và ở trong túi phụ kiện của xe SH thì thường có một cái rắc màu xanh như thế này. Đấy, rắc màu xanh như này để cắm trực tiếp luôn. Đấy, còn nếu như mà không may rắc màu xanh này không còn nữa, không may bị lưu lạc mất, thì có thể nối tắt thay đầu lại được bằng một cọng dây điện nhé, là xong, đúng không ạ? Còn có cái rắc như này thì tiện lợi hơn. Và đây là mã, đúng không ạ? Mã key đi mình cũng đã có ở chiếc xe này rồi. Được. Và bây giờ thì để mở xe khẩn cấp thì chắc chắn anh em phải tháo cái phần chỗ ắc quy này ra. Đúng. Vâng, và khi anh em mở cái chỗ ắc quy này ra thì sẽ có ba rắc. Đấy. Hai rắc màu đỏ và một rắc màu xanh. Thì rắc màu xanh mình sẽ là cái rắc nhập mã khẩn cấp, đúng không ạ? Rắc màu đỏ này để thêm chìa, xóa chìa.
còn cái rắc đây là rắc DLC để đọc xóa lỗi đúng không ạ, bật máy cũng như thủ công. Và bây giờ thì nếu như mà trong hộp phụ kiện của anh em mà không còn cái rắc màu xanh này nữa đúng không ạ, thì anh em có thể nối tắt luôn bằng cổng dây điện. Còn nếu mà có rồi thì anh em chỉ cần cắm vào cho mình xong nhé. Và khi mà anh em cắm cho mình thì đèn sẽ sáng ở trên ổ khóa và anh em phải nhập ngay nhé, anh em nhập ngay. Và đây là cái dãy số cần nhập này. Đấy, thì nhập ngay. Rồi, mình cắm xong cái là đèn sáng lên là anh em thấy là phải nhập ngay nhé. Để mình cho cao để anh em nhìn cũng thấy đèn luôn này. Bây giờ mình sẽ nối nhé, mình sẽ nhập số 2 đầu tiên. Vâng, đèn sáng rồi và mình nhập luôn này, 1, 2 này. Anh em đợi đèn smart key nháy nhé, mình nhập tiếp nhé, số 1 này. Anh em nhìn đèn smart key này, nhập số 7 luôn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Tiếp theo là số 5 này. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5 này. Anh em đợi đèn nháy nha. Nhập tiếp số 8 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Số 2 tiếp theo này. 1, 2 này. Đợi đèn nháy anh em nhé. 1, 2 này. Số 0 thì không nhập nhé, anh em đợi nháy xong là không nhập, bỏ qua này. Rồi, bỏ qua một số 0 này. Tiếp theo, bỏ qua một số 0 nữa này. Vậy thì số 0 anh em để cho đèn nháy qua mà không nhập nhé. Vâng, sau đó mình sẽ gì? Rút rắc xanh ra. Vâng. Và bây giờ mình sẽ bật khóa lên là được rồi. Vậy thì anh em thấy là gì, xe đã được bật khóa điện đi. Vâng, bây giờ mình sẽ nổ máy. Vậy thì cái quy trình mở xe khẩn cấp của xe SH ấy thì là khác so với xe Leadless Vision anh em nhé. Vâng, sau video này thì có thể mình sẽ làm một video nói về cách mở xe, mở khóa khẩn cấp của xe xe LED, AMOLED, xe LED và xe Vision luôn, đúng không ạ? Đấy, vậy thì hai quy trình là khác nhau nhé. Đấy, xe SH khác, đấy, xe SH là khác và xe LED, LED Vision là khác. Vâng, vậy thì hôm nay mình cũng chia sẻ với anh em như vậy, anh em nắm được nhé. Đấy, thì những anh em nào chưa nắm được thì anh em cũng biết cách nhập nhé. Đấy, chỉ có cái số 0 ấy là anh em nhớ là để đèn chớp này, số 0 là anh em không nhập đúng không? Để đi qua xong đèn chớp lên thì những cái số chữ số 0 ấy thì có thể có nhiều anh em hay bị nhầm thế thôi. Đấy, còn nhập những cái số kia thì rất đơn giản thôi nhá. Vâng, mình tắt đi này. Đấy, tắt đi và bật lên thì vẫn bình thường đúng không ạ? Đấy, vẫn được. Đấy. Còn nếu anh em muốn tắt đi và tắt luôn thì anh em nhấn giữ nút này cái là nó sẽ tắt luôn. Vâng, vậy thì đã là tắt rồi và bây giờ không bật được lên nữa. Đúng không ạ? Vâng, vậy thì mình đã vừa mới chia sẻ tới anh em quy trình mà khóa khẩn cấp của xe SH nhé. Cũng rất là đơn giản đúng không anh em? Vâng, vậy thì về cuối video các anh em mà có nhu cầu về các bộ máy motion tap hiện đại như thế này đúng không ạ? Thông tin rất là rõ ràng, đấy, rất là chi tiết. Rất nhiều anh em đã ủng hộ mình những bộ máy motion tap. Vâng, những ngày vừa qua có thể nói những bộ máy motion tap được gửi đi liên tục tới tất cả mọi miền tổ quốc. Vâng, ngoài các bộ máy motion tap thì anh em có nhu cầu về các bộ dụng cụ đồng hồ này, kiểm tra áp suất nén trong xi lanh và áp suất bùng đốt, một bộ đồng hồ của Hàn Quốc rất là tốt, công ty nhập khẩu Hàn Quốc luôn, tuyệt vời luôn, rất là chính xác nhé. Anh em mua một đồng hồ nhưng anh em lại dùng được hai chức năng nhé, vừa đo áp nhiên liệu lại vừa đo áp bùng đốt luôn, quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Rồi
các bộ đồng hồ đo điện của hãng Kyujitsu. Vâng, thương hiệu đến từ Nhật Bản thì anh em biết rồi. Một chiếc đồng hồ rất là đơn giản. Rất đơn giản, cho thông tin rất là chính xác, đúng không ạ? Và rất là bền. Các thang đo anh em thấy là gì? Rất đơn giản thôi. Đấy. Và các thang đo điện thì hoàn toàn tự động. Đấy. Điện xoay chiều, điện một chiều, đo ôm. Riêng nấc này là có 3 chức năng. Đo ôm, đấy, đo diốt và đo thông mạch. Anh em chuyển bằng nút vàng này nhé. Đấy. Tất cả đều tự động hết. Quá tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì mọi thông tin chi tiết thì anh em cần sản phẩm nào từ nhà phân phối của mình thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo một số điện thoại duy nhất là 0979 407 116. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Vâng, còn ngoài ra anh em nào có thị trường, có nhu cầu hợp tác với mình phân phối các bộ sản phẩm motorcycle tab ra thị trường thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình. Vâng, đây là chứng nhận của mình và cũng là địa chỉ của mình luôn. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.